bố mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe con. Con ghét bố mẹ. Cháu Trang nhà mình trên lớp hỏng mất tập trung, ngủ gật trong lớp, thường xuyên không làm bài tập về nhà và kết quả bài kiểm tra đặc biệt yếu kém. Yêu cầu phụ huynh đến gặp giáo viên chủ nhiệm để giải quyết tình trạng hiện tại. Mình rất buồn vì kết quả học tập của con gái mình. Nhìn con nhà người ta chăm chỉ học tập mà mình cảm thấy chạnh lòng lắm. Bởi vì sinh con ra thì cha mẹ nào cũng mong muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho sự phát triển của con. Mình cũng mong con bằng bạn bằng bè chăm chỉ học tập để có một tương lai sáng lạn. Nhưng mà nhiều lúc tự hỏi, không biết liệu hai vợ chồng mình đã thực sự hiểu con chưa? Và liệu đã cung cấp đầy đủ các yếu tố để con phát triển não bộ toàn diện hay chưa? Là một người trụ cột trong gia đình, tôi luôn luôn bận rộn với công việc và ít có thời gian dành cho vợ con. Tôi không ngần ngại đầu tư tiền bạc cho con học thêm, học gia sư, nhưng đổi lại kết quả bài kiểm tra là điểm cao, chứ không phải là giấy triệu tập đến trường của cô giáo chủ nhiệm. Quả thực, đây là một nỗi thất bại trong việc dạy dỗ con cái và đã đến lúc cần thực sự nghiêm túc tìm giải pháp giúp con cải thiện kết quả học tập hiện tại. Đi học về rồi à? Bố mẹ ơi, hôm nay con được điểm cao bài kiểm tra này. Bố mẹ thấy con giỏi không? Giỏi quá. Bố mẹ thưởng con gì nào? Điểm 10 luôn này. Wow. Giỏi quá. Con gái bố giỏi quá. Thật không phụ lòng mong đợi của bố mẹ. Con cầm lấy. Để mẹ pha cho uống nhá. Ôi, đúng hết này. Đấy. Nào, để mẹ pha cố phát triển trí não toàn diện Nobelkit cho con uống nhá. Từ ngày được cô giáo giới thiệu bộ sản phẩm phát triển trí não toàn diện Nobelkit dạy con theo người Do Thái, thì gia đình tôi đã cho cháu sử dụng và đạt hiệu quả rất tốt. Bé Trang giờ đã được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất phát triển não bộ toàn diện. Con đã chủ động hơn trong việc học tập ở trên lớp cũng như ở nhà. Giờ các bài kiểm tra của con đạt kết quả rất cao và được cô giáo khen không ngớt lời. Nobelkit, bộ giải pháp đầu tiên và duy nhất trên thị trường giúp phát triển toàn diện não bộ trẻ như trẻ em Do Thái. Những gia đình nào mà có con gặp tình trạng là lười học này hay là mất tập trung, học kém có thể sử dụng bộ sản phẩm của Nobelkit và chờ đợi kết quả nhé.